Chào mọi người nha. Nay đi bật ong mọi người. Hiện tiện đấy mình sẽ làm cái bò đuộc không ta? Chỉ mọi người cách làm cái đuộc á. Để mọi người bắt ong thôi. Và mình phải cần là cái củi khô của keo trăm mọi người. Thì mình bẻ chỗ này ra như vậy này. Thì mình bẻ ra, bẻ đuôi ra. Bẻ đuôi lại, bỏ một cục dây thanh cột lại. Cột lại cho chắc chắn nhé, không lên trên mà cột một cái đây, cho nó xong luôn, heo ăn luôn. Cắt đứt. Rồi, để xong rồi. Giờ đến bước tao khỏi là mình sẽ bỏ lá. Đây. Để mình còn dùng lá cho ram luôn. Đây là cái này cột hai đầu, đầu nó cột đây, còn đầu cột sờ sờ nữa, tất cả nó đi nhỉ khỏi. Đây là xong rồi cho bò đuộc mọi người, rất dễ và nhanh luôn. Giờ sẽ làm cái khoai để đeo lên. Bao khỏi luôn. Rồi bây giờ tụi mình sẽ bắt luôn tụi ống cái nóng cho mọi người khỏi luôn. Khỏi là cái bao khỏi này hiệu quả bao khỏi nhiều như thế nào. Rồi. Tụi ống không đánh mọi người. Đây này. Đó. Nhìn đây. Cái đau á. Đi lên hai thằng lần rồi. Nó xe nhỉnh đó. Hút. Giờ anh em mình lên bắt nữa. Đây, cầm cho này. Đó đó. Tới. Ừ, có thể không? Này. Nên để xả cho mọi người xem rõ hơn.
Đây. Mình cần luôn. Mình cần luôn mọi người. Ui quả đã. Không đó. Ừ, cũng mệt cũng được quá. Ừ. Vướng quá. Ừ. Nhìn nó nhỏ chứ đó. Ôi, đã sửa gãy ha. Ừ, nó cũng mệt chạy. Mệt chạy hả? Phải không? Mà tại à? Ăn quẹt chứ? Bị quẹt chứ? Nơi đây khỏi, nó khỏi, khỏi quá. Nó sâu mình này. Ừ. Không có phần nữa ha. Ngon mong ơi. Đưa mình nè, gọi mệt á. Đợi tôi ha. Ủa mật bướm đẹp quá. Mật đẹp ơi, mật tới to luôn. Một cục. Hai cục. Ba cục. Rồi được rồi. Có lấy nó mang tông nữa, mang tông nữa. Ừ. Hả? Mật mật trong tông nữa, nên đấy. Để nó mang tông nữa. Được rồi ha. Rồi xuống. Ôi, xuống rồi, xuống nó. Mà tí cũng được cho bố. Trong Việt à? Trong Việt à? Trong Việt ha. Ừ. Mà tất thì không được. Cột lòng quá. Ôi trời. Ôi. Đi đi ra ra. Xong rồi mọi người. Đến vô mà cái bò con nó chạy ra. Đấy, thân quá lắm mọi người. Chỗ này chắc được một lít á. Mệt chỗ mình bữa nay mệt đẹp này, hết đén này. Thế con nó là nơi quả tươi lắm. Mọi người thấy mệt đá không? Rồi, mình đang kết thúc video nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người trong những video sắp tới.